Nếu như chị em nào gặp mình khoảng 3 tháng đổ về trước tôi thì chắc chắn là sẽ không thể nào nhận ra mình đâu. Tại vì lúc đó làn da của mình khá là đen sạm ý. Mặc dù mình cũng đã thử trải qua một số những cái biện pháp can thiệp rồi với mong muốn là cải thiện làn da, như là mình sử dụng viên uống này, rồi là thực phẩm chức năng, và cũng đã tới một số cái spa khá là đắt đỏ. Nhưng mà tuy nhiên thì hiệu quả mang lại cũng không được như mình mong muốn. Nhưng mà bây giờ mọi người nhìn thấy đấy, làn da của mình không chỉ trắng hơn lại còn khỏe hơn rất nhiều. Và tất cả đều nhờ vào em viên uống Roxy trắng da này đấy. Bản thân mình thì lúc nào cũng luôn ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Chính vì thế mà mình quan tâm tới thành phần cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm lắm. Mình có nhờ chị gái của mình, chị ấy là bác sĩ, để xem qua những cái thành phần có trong cái viên uống Roxy này. Thì mọi người ơi, nhận về cái phản hồi rất là tốt. Tại vì sao ạ? Toàn là những cái thành phần lành tính thôi. Nào là glutathione nhá, hay là collagen này, vitamin E hoặc là nanocucumin. Đấy, toàn là những cái thành phần rất là tốt cho da, giúp chị em chúng ta có thể ngăn chặn được tình trạng lão hóa của da này, giúp làm giảm nám sạm tàn nhang ở da và giúp da của chúng ta hồng hào lên nữa. Và bên cạnh đó, sản phẩm này còn giúp chị em chúng ta điều hòa nội tiết và điều trị mụn cực kỳ là hiệu quả nữa. Để mà có được một cái làn da trắng sáng và khỏe như bây giờ thì mỗi ngày Trang dùng viên uống Roxy này 2 lần, mỗi lần là 2 viên. Mình kết hợp với một chế độ ăn uống này, ngủ nghỉ và luyện tập khoa học thì chỉ sau 3 tháng thôi, làn da của Trang đã thay đổi một cách rõ rệt và mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Để mà nói thì phải dùng từ gì nhỉ? Như một vị cứu tinh của cuộc đời mình vậy. Đúng vậy, Roxy viên uống trắng da, nó giúp cho mình bây giờ tự tin hơn này, không còn ngại giao tiếp với mọi người nữa, không còn phải lo về cái làn da của mình giống như trước kia. Và chị em nào cũng đang gặp phải tình trạng da giống như Trang trước kia mà chưa tìm được cho mình cái biện pháp phù hợp thì hãy nhanh tay mua viên uống Roxy này, chắc chắn kết quả sẽ không làm các chị em thất vọng đâu.